Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay toàn bộ miền Bắc đã chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh với những cơn mưa rào rải rác và gió đông bắc thổi mạnh. Mặc dù đã vào cuối tháng 3 nhưng đợt không khí lạnh lần này có thể nói là khá mạnh. Nền nhiệt độ các tỉnh phía Bắc trong hôm nay đã giảm tới 8 cho đến 10 độ so với ngày hôm qua, từ 28 30 độ xuống còn 18 cho đến 20 độ. Tại Bảo Lạc, Cao Bằng và thành phố Lạng Sơn, những điểm chịu tác động sớm của không khí lạnh, nền nhiệt còn giảm tới 14 độ, Bảo Lạc từ 31,3 độ xuống 17,5 độ, Lạng Sơn từ 29 độ xuống còn 15,4 độ. Trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung, chính vì vậy nó sẽ gây mưa trên diện rộng ở miền Bắc. Các cảnh báo mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh tiếp tục được đưa ra, nhất là ở các tỉnh vùng núi Trung Du Bắc Bộ. Nền nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm mai ở vùng đồng bằng Trung Du sẽ giao động trong khoảng từ 14 cho đến 16 độ. Các tỉnh vùng núi phía Bắc như là Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn hay là Bắc Giang có thể chỉ còn từ 12 cho đến 14 độ. Những nơi núi cao như là Mẫu Sơn, Pha Đinh, Sapa, Sinh Hồ, Tam Đảo, nền nhiệt sẽ xuống thấp dưới 10 độ. Ngày mai trời giảm mưa nhưng nền nhiệt tiếp tục duy trì ở mức thấp. Mức nhiệt cao nhất ngày vào trưa mai giao động trong khoảng từ 18 cho đến 20 độ trời sẽ tiếp tục rét trong 2 đến 3 ngày tới. Chiều nay không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng tới khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đêm nay và ngày mai khí lạnh tiếp tục dồn xuống, vùng mưa được tạo ra bởi sự tương tác giữa gió đông bắc của không khí lạnh với sườn đón gió của dãy Trường Sơn sẽ mở rộng dần xuống phía nam. Đến sáng mai thì suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng. Trong đó khu vực các tỉnh từ phía Nam Hà Tĩnh trở vào cho đến Thừa Thiên Huế sẽ là vùng có mưa vừa mưa to với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến trong khoảng từ 20 cho đến 40 mm, còn những nơi ở khu vực Nam Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, lượng mưa sẽ lên tới 50 cho đến 60 mm. Mưa lớn không phải là đáng ngại với miền Trung lúc này, mà đáng ngại nhất đó chính là sự tranh chấp giữa khối không khí lạnh và khối khí nóng ẩm đang tồn tại ở miền Trung, có thể sẽ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là ở khu vực vùng núi phía Tây Trung Bộ, vì thế người dân cần hết sức lưu ý đề phòng để đảm bảo an toàn. Về nhiệt độ, đêm nay khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời cũng chuyển rét hơn, với mức nhiệt độ giảm xuống còn khoảng từ 15 cho đến 18 độ. Sang đến ngày mai, dưới tác động của mưa và gió lạnh, nền nhiệt ở Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh sẽ giảm chỉ còn từ 19 cho đến 21 độ. Trong khi ở các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Huế, mức nhiệt sẽ là 21 cho đến 23 độ trời rét. Còn ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định, mức nhiệt cũng giảm xuống còn khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Với khu vực từ trong đó Phú Yên cho đến Bình Thuận không chịu tác động của không khí lạnh, nên mức nhiệt độ vẫn cao trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Khối không khí ổn định suy yếu và rút ra ngoài, tạo điều kiện cho gió Tây Nam yếu phát triển, đưa mây nhiều hơn tới Tây Nguyên và Nam Bộ, khiến tình trạng nắng nóng ở đây sẽ tạm thời chững lại, với nền nhiệt ở Tây Nguyên giảm nhẹ xuống còn khoảng từ 30 cho đến 33 độ, và ở Nam Bộ sẽ là 31 cho đến 34 độ. Đến chiều tối và đêm trời nhiều mây và những cơn mưa rào và rông sẽ xuất hiện ở vài nơi, do vậy người dân nếu có kế hoạch hoạt động ngoài trời trong dịp cuối tuần cũng sẽ gặp đôi chút trở ngại. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Tình trạng biển động với độ cao sóng dao động trong khoảng từ 2,5 đến 3,5 mét, rất nguy hiểm cho các tàu thuyền. Từ ngày mai, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió Đông Bắc cũng mạnh dần lên mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động và còn kèm theo cả mưa rào và rông nguy hiểm. Gió Đông Bắc cũng mạnh dần lên cấp 5 ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa. Phía tây khu vực còn có lúc cấp 5, giật cấp 7, với thời tiết còn có mưa rào và rông rải rác, làm tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa như vậy là ngày mai miền bắc tiếp tục đón không khí lạnh cuối mùa khiến nền nhiệt giảm thấp trung bộ có mưa kèm theo nguy cơ rông lốc trong khi nam bộ và tây nguyên nắng nóng cũng tạm thời suy giảm bản tin dự báo thời tiết tổng hợp tối nay cũng xin được khép lại tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại